Hello cả nhà, lại là Thi đây. Video ngày hôm nay sẽ thiệt là khác biệt so với các video trước, là vì hôm nay Thi đi tập với hai trai đẹp nữa nha. Hôm nay Thi sẽ làm đàn ông và sẽ tập theo phong cách của đàn ông nha quý vị. Let's go. Đầu tiên sẽ warm up bằng nhảy dây trước nè, rồi qua đấm vào cát. Rồi đó, khúc này là thái độ đẹp trai của em thôi chưa. Giờ tới phần bull up, hai ông bull dữ dội ha. Tới lượt tôi, hai ông phải xách cái bụng vô. Để chi thì mọi người tự hiểu nha. Công nhận á, là upper tôi yếu thiệt. Nhưng mà sau đợt này tôi sẽ cố gắng luyện tập cho bằng anh bằng em tôi mới được. Bài cuối cùng của lưng là sẽ được K-Pro. Vì một tấm lưng săn chắc nào, nữ mà tập lưng á thì khi mặc đồ hở lưng trông sẽ siêu sexy luôn á. Nên các bạn nữ chịu khó tập thêm lưng nha. Đừng có sợ đô hay to gì hết á. Thiệt ra muốn to không có dễ đâu. Xong lưng rồi, giờ tới ngực nha. Ông anh trai đẩy 3 cục luôn. Xong đến em tôi cũng đẩy 2 cục chứ không vừa gì. Đến tôi bạn nghĩ một cục sao? Không nha, cái cây không thôi á. Rồi, xong ngực thì tới vai nha. Ba anh em cùng tập nào. Thiệt sự luôn á, tập trung rất là vui luôn. Lúc mệt á, nhìn người tập trung mà cố gắng. Đây sẽ là super set gồm 3 bài vai, trước, ngang và sau. Sau đó là đến tay sau nè. Vì một bắp tay sang chắc nào, vẫy tay mà thấy cái bắp tay rung rinh thì ráng mà tập tay sau nha cả nhà. Bài cuối cùng và cũng là bài quan trọng nhất, cả nhà biết là gì không? Làm gì biết, lại chụp hình check-in body sau tập chứ gì. Bye bye, hẹn cả nhà ở video sau nha.